Hôm nay cả nước có 1.587 ca nhiễm mới, 33.452 liều vaccine COVID-19 được tiêm, 1.029 người được công bố khỏi bệnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.476.908 ca COVID-19. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.029 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.589.817 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 83 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.147 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.